Xin chào các bạn, và hôm nay tôi nói một chút về function ở trong JavaScript nhé, hoặc là nói về object nữa. Thì ở trong này, đây là một cái chương trình của tôi đặt tên nó là test.js, được không? Và các bạn thấy là gì nào? Ở trong này có một cái biến, nó là một cái object. Object có nghĩa là sao? Là nó nằm trong cái móc này, nó là object này. Đấy, tất cả các object của JavaScript thì nó nằm ở trong cái này, nó gọi là object. Object thì nó có thể có property, tức là các cái biến, và thậm chí nó có các cái method, là các function. Thí dụ ở trong cái object này tôi đặt này, prop 1 nó là một cái biến, đúng không? Và một cái function tên là add là function, và nó lấy vào hai cái tham số AB thì nó cộng lại đấy nhá. Thí dụ return một cái function trong JavaScript nó có thể return rất nhiều thứ. Và thí dụ trong cái function này ta có thể return console.log để nó in ra màn hình kết quả A và B, rồi nó return this, có nghĩa là nó return chính cái object này nhé. This có nghĩa là return cái object này, và đây là nó in ra màn hình, đây nó in ra màn hình cái object, và đây nó in ra màn hình cái object nhưng mà lấy cái biến prop 1 thôi. Và bây giờ chúng ta chạy nó. Để chạy nó thì chúng ta gọi là object.add. Đây là method add, đúng không? Function add, và chúng ta đưa vào hai tham số, bởi vì nó lấy hai tham số 2 và 3. Đây là một cái chương trình hoàn chỉnh, và bây giờ ta chạy nó ở trong gì ạ? Trong một cửa sổ lệnh nhé, CLS này. Và tôi dùng Node.js tôi chạy nó. Các bạn có thể chạy chương trình duyệt cũng được, nhưng mà tôi dùng nó, tôi gọi nó là test.js, đúng không? Enter. Và đầu tiên các bạn thấy nó in ra kết quả này, sau đó nó in ra cái object là có probe là ok này, add là function này, và cuối cùng nếu mà nó in ra cái riêng cái biến này thì nó đi là ok, đúng không? Các bạn thấy và các bạn hiểu không ạ? Như vậy các bạn biết một chút thêm về JavaScript object và các cái function. Ok.